ở chung kết diễn ra tại Việt Nam. Còn bên phía của WG, chúng ta có được sự góp mặt của Cyrus, Island, đó là Queen. Dường như Bishop sẽ là Queen rồi, một những trong những tình huống giao tranh đấu game. Những quả lựu đạn đáp giá, Cyrus bây giờ phải yêu máu, cần phải được bơm lại được máu tốt hơn. Nhưng Cyrus liên tục bị áp sát vào bởi những quả lựu đạn đến từ bên phía của Lero cùng với LVT. Bây giờ thì hòm lại một trong những cái thùng cơm bê tông để có thể hồi phục lại cho mình lượng máu vừa mất. Nero vẫn đang có sự vươn lên, cho gọn bắn ra rất nhiều, Nero phải yêu máu. WG bây giờ họ có được hai người đây rồi. Những quả lựu đạn bên phía của Kim liên tục được đáp giả. Và LBT bây giờ cần phải có được những gì có di chuyển tốt hơn, có thể pick thành công đi những người chờ từ phía WG. Và LBT bây giờ rất chậm lại rồi. WG họ bị kẹt hai người trong công này, những công cao cả vẫn chỉ được một. B-Spot họ bắn được nốc bên phía Cyrus rồi. Chú chú ý tốt, WG bây giờ chỉ còn 3 những pick up, bây giờ làm thế nào đây? Một tình huống nữa khiến cho WG họ đã mất tên người thứ hai. Và người thứ ba liệu có phải làm đối không? Đôn quái không làm được. Island làm là tốt, Nero còn tự tốt, Nero làm được ít bỏ. Nhưng chỉ còn lại Hoàng Anh với Island rồi. Island bây giờ sẽ phải làm như thế nào khi mà hai bên đều có được một số lượng máu ngang đầu. Hoàng Anh bây giờ cứu lại được thành công bên phía LVT. Và đó là một công dành cho B-Spot ở round thi đấu đầu tiên này. Rất căng thẳng và một trận thi đấu mà chúng ta được thấy sự bắn hay bên phía của Hoàng Anh, LVT, Nero và Đồn Toại. Huống xử lý tốt với những quả lựu đạn gây sức ép bên phía của Cyrus, khiến Cyrus không còn máu để phục. Và sau đó là những điều áp sát khiến cho WG phải vào thế chân tường, ngồi lại cho mình những cái thùng container và phải nằm xuống đổi giao thì đầu tiền. Chúng ta đến với giao thì thứ hai. Lượng đồ, lượng tiền cũng đủ để cho hai bên họ có được lượng đồ nhất định. Tất nhiên đây không phải là một trận tỉ chiến xếp bạn từ đầu. Chúng ta không cần phải bắn với những khẩu súng lục, và chúng ta đến thẳng luôn với những khẩu súng quen thuộc ở bởi những vùng bò với những khẩu tiếp theo. Nhưng ở đâu đó xa xa kia có một tình huống bắn tỉa khiến cho Hoàng Anh mất đi cái đầu, và B-Spot đã mất đi một người. Liệu rằng round thứ hai đây rồi, vừa rồi thì có được một chút đường truyền mạng bên phía bình luận và đoàn mình cũng ra vào. Chúng ta trở lại với trận đấu này khi mà đây bị động lại hai vs cái LBT làm xuống. Tero là người chơi sống sót duy nhất. Cyrus cùng với Xbo sẽ làm gì đây? Xbo bây giờ đang múa lượn và con đã không thể nào cứu lại được hai người chơi của mình cả. Và đó là một điều, một trận thi đấu mà WG họ đã tận dụng của mình khi tích nhì được thành công bên phía của Hoàng Anh. Và khi có WG với thế 4 tên bà và chiến ra trở ra thứ 2 này, nhà vua đã trở lại, lượng tiền cũng được bằng nhau, được tăng lên rất nhiều. Và những khẩu AVKM chim gõ kiến cùng với những khẩu châu gòn, cùng với những quả lựu đạn nữa, giúp cho bên phía của hai đội họ có liên tiếp từ những tình huống trả sát thương giả là rất căng. Quá đã cặp anh em ạ. Thi đấu này có phải là một trong những huống hay hò và một trong những tình huống dược đổi tỷ số ở giữa hai bên hay không, khi bên này thì bò có được một tình huống bị tỉa trúng rồi, dường như là Hoàng Anh có được một tình huống bắn tốt khiến cho bên phía của Cyrus phải mất, chắc là bò mất đi một chút máu. Liệu rằng bây giờ hai bên họ phải làm như nào đây? Vẫn đang là những tình huống chơi rất chậm và không có quá nhiều những tình huống công ẩu lên. Đây là round thi đấu thứ hai, chúng ta còn rất nhiều round đấu nữa. Không biết rằng thì đây có phải là một tấm bắn tốt như vậy không? Và hai đội họ liên tiếp là gây ra những đường đạn chưa thể mang lại cho một số lượng các đường lớn hơn cả. Để chúng ta sẽ đồng từ phá kèo ra để cấu đi cái lượng đồ tài nguyên của bên phía WG. Và WG bây giờ họ phải là cào một cái đứa bắt công lên đây, nhưng kịp thời lùi lại đằng sau ngay. B-Spot họ có một vài chuồn chuồn rất nhanh. MVP bên phía của đó là Đồn Quài. Đồn Quài có một tình huống xử lý tốt, không để mất người. Và bây giờ sẽ là dùn keo lên. Island cũng đang công lên đây rất xa rồi, cho con liệu có thể làm gì hay không. Đằng sau xa kia vẫn đang là những tình huống bắn, nhưng một quả lựu đạn ra đây nhưng vẫn chưa gây được quá nhiều tác dụng vào. Không biết rằng bên phía dưới kia vẫn đang ở bên phía của con có thể thay đổi lịch tình huống hay không. Nhưng bây giờ Đồn Quài cũng phải nằm xuống rồi. Một lần nữa chúng ta được thấy rằng những con hàng bên phía B-Spot nằm xuống quá nhanh, có thể họ bắn rất máu, họ xông lên rất nhanh và xử lý con hàng B-Spot một cách
rất nhanh chóng. Vào round thi đấu thứ 3 này, chúng ta có được chiến thắng dành cho LG. Một tình huống mà chủ động hơn bên phía của LG, có được đi tiêu công lên rất nhanh. Và họ giải quyết P-Sport đầu tiên là mất đi đồn quài, sau đó LVD, Nero cũng phải nằm xuống. Và tất nhiên rồi, 4v1, Hoàng Anh không thể làm được gì quá nhiều khi trên tay anh chàng này chỉ cầm cho mình được những khẩu tỉa, đó là những khẩu AVKM. Có biết rằng thì bên phía của Zaki Gaming thành viên P-Sport họ có lấy lại được tinh thần hay không, khi mà hai đội tuyển này đều là hai đội tuyển sẽ góp mặt một trong năm đại diện của Việt Nam đến với Free Fire của Series C 2024, một giải đấu để lấy ra được số tem nhất định đến với giải đấu một cái danh giá nhất của Free Fire diễn ra tại Brazil. Được rằng thì WLG sau những ngày tháng training thì họ sẽ phải thể hiện màn trình diễn của mình với trận thi đấu ngày hôm nay với P-Sport, một trận đại diện ngang ngửa tại Việt Nam, cạnh tranh với WLG rất nhiều giải đấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Liệu rằng thì bây giờ có phải là những tình huống mà WLG họ đánh bại được ngôi vị top 2 Free Fire Series C2024 tại Indonesia hay không? Và chúng ta cần phải chờ đợi đây liên tiếp với những tình huống kéo dài. Bên trong kia cũng rằng là đi được bán theo bây giờ cũng bị một số lượng tấn công rất lớn và chiếc bò cũng quá hay. Cũng như là bên phía của P-Sport họ đang yếu thế hơn. Với mạng yếu thì chiến này thì chúng ta thấy rằng P-Sport họ mất đi người quá nhanh, không thể giữ người được lâu hơn khi họ mất đi một người. Tất nhiên người thứ hai, người thứ ba nằm xuống và người sống sót cuối cùng ở round thi đấu này đó là chiến sĩ Hoàng Anh. Hoàng Anh có một tình huống biết rằng trận điểm này khó để chiến thắng và giành lại cái mạng của mình dành cho bóng bò. Chúng là bạn này Bình Luận Viên lần đến với round thi đấu okay hơn anh em ơi. Và thứ năm hay là giấy sau chúng ta không cần Bình Luận Viên, chúng ta đã diễn ra được với đó là 5 vòng đấu rồi. Liệu rằng thì với tổng số là 11 round đấu, không biết rằng liệu P-Sport họ có thể tạo lên một điều bất ngờ để khiến cho LG phải chơi khó khăn và hoa mạng hay không. Nhưng WLG họ vẫn đang thể hiện tốt. Một trong những tình huống mà WLG họ đang có được một cái sự chủ động nhất định để gây sức ép bên phía của P-Sport, và P-Sport bây giờ họ chưa có được sự chủ động. Vì vậy là WLG họ vẫn mang được những tầm bắn tốt, những quả lựu đạn chọi ra khiến cho lượng máu của bên phía P-Sport mất đi là khá nhiều. Hoàng Anh bây giờ có được những tình huống bị nhận loại sát thương từ bên phía Xbo thì ở rất tin Xbo là những người chơi có được MVP ở dưới màu áo của TAG ở giải đấu FLF Việt Nam vừa rồi diễn ra. Không sao cả, dưới màu áo của WLG sẽ được huấn luyện rất nhiều và Xbo sẽ trở thành một người chơi trưởng thành cùng với lứa đội hình trẻ như Island. Liệu rằng Island có thể tạo nên bất ngờ một lần nữa dành cho WLG không? WLG bây giờ họ vẫn đang có được những tình bắn và chủ động hơn rất nhiều. Chúng ta thấy rằng P-Sport họ đang chôn chân tại một chỗ, nhưng WLG họ xoay chuyển, họ xoay bài, họ di chuyển người rất nhanh. Vì vậy cái đối chơi của họ khó để có thể bắt bài. Và P-Sport bây giờ liệu rằng họ có phải công lên hay không? Đây là một trong những round đấu có thể mang tính quyết định về mặt tâm lý giữa hai đội tuyển WLG và P-Sport. Và P-Sport bây giờ thì họ vẫn đang chia với đội hình là 2-2 và WLG họ đang đi rất dính, thực sự là rất dính, khó để có thể mà nằm xuống trước những người chơi P-Sport. Họ chia người ra, họ bắt từng người lại, hai đánh một, hai dập một, và P-Sport một lần nữa họ bất dài. LVD Nero nằm xuống, trong kia vẫn đang có những quán, và bây giờ đơn quái nằm xuống rồi. Lại một lần nữa P-Sport và cành là người tổng quốc cuối cùng và không thể nào thắng nổi với 3 họ của WLG và 4-1 dành cho WLG ở round thi đấu thứ 5 vừa rồi. WLG bây giờ đang trở nên rất mạnh mẽ, họ đánh bại được đối thủ được đánh giá là cao nhất của cái đan trời để hiện tại. Và liệu rằng thì với ngày 16 tháng 8 này, một giải đấu Free Fire World Series C2024 họ có thể vượt Sport và làm nên lịch sử, làm phá vỡ cái top 4 ở thế giới hay không, hay sẽ là một cái kết quả không như kỳ vọng? Chúng ta cần phải chờ đợi một ít ngày nữa, sắp sửa diễn ra chỉ có khoảng gần 10 ngày nữa mà thôi. Biến Nero vẫn đang có được những tình huống bắn. Chúng ta thấy rằng thì WLG họ có được những tình huống di chuyển. Island chúng ta thấy rằng móc sang bên trên
dường như sẽ là một tình huống ngồi xuống và áp sát móc méo lại của đằng sau bên phía B-Sport, và một bài đánh lén là một con bài rất dễ. LBT dính được một quả lựu đạn của Cyrus, mất đi cho mình được 30 máu. Đồn quái vẫn đang chơi. Hay lưng không biết tiến hành cười nhịp rồi. Nero sẽ phải chạy. Nero bây giờ thiếu máu rồi. Thiếu máu như thế này liệu rằng có thể đánh bài đây được không? Nhưng Island đội hình chính có quá nhiều người ở đây. Và dường như đó là một tình huống mà khẩu AVKM, một tình huống mà khiến cho Island nằm xuống. Đây là một tình huống mà LBT có chú ý, họ có chú ý công lên. Và Island không hề cá nhân. Island nghe được tình huống Cone và di chuyển sang đằng sau để tiếp thêm những loạt thông tin chính xác. Và P-Sport bây giờ họ đang áp sát vào với 4 người. Và bây giờ chia ra là 3-1. 3-1 sẽ là một bài đánh an toàn hơn rất nhiều khi mà Hoàng Anh tỉa được tách ra. 3-4. Liệu rằng WG có thể tiếp tục chuỗi thắng, chuỗi chiến thắng này không? Round thứ 6. Chiến thắng cũng chưa quyết định được ai cả. Vinh Bò cũng đang được thu vào. Và WG họ đang có một lợi thế nhất định tại cục dưới chân này, gây ra rất nhiều thất thường. Hoàng Anh thiếu máu. Hoàng Bình bây giờ bị bắn rồi, Hoàng Anh phải nằm xuống. Một tình huống mà làm rất tốt. Spider vẫn đang đằng sau kia. Spider vẫn không bắn được gì cả. LBT là người có mặt tại những LBT phải đổi dạng. Tích Bò vẫn làm được một. Bây giờ quá khó. Villain không thể làm được mình được 3 rồi. Nhưng còn lại Nero 4-3. Thực sự quá khó, và H4 dành cho B-Sport ở round thiếu thứ 7 này. Chính xác là round thiếu thứ 6, chúng ta đến với round thiếu thứ 7. Với tỷ số 2-4. Này là bắn BO 5 rồi, 5 chẳng là thắng rồi. Lượng đồ lượng bắn 5 rất giàu rồi, không có gì thay đổi cả. Lượng tiền được chuyển lên, cần tiền họ cũng có được những cái tình huống mua đồ shopping là hợp lý. Và bên phía của những thành viên WG thì bây giờ họ cũng đang lựa chọn với một cái khu vực di chuyển hợp lý với tình huống tách 3, một dạng rất bài đánh rất quen thuộc của đội tuyển. Và Hoàng Anh có những tình huống bắn ra những lượng đoạn đến từ cầu AVKM để gây thêm sát thương nhưng vẫn chưa thành công, lượng máu vẫn chưa ai mất cả. Ủa sao rồi? Không biết rằng thì bên phía của Xbo cùng với Green di chuyển cặp với nhau đổi ngược vị trí. Đây là một bài đánh xoay bài hoán đổi vị trí giữa hai đội tuyển. Và một bài đánh lại an toàn rồi. Nero có được tình huống rút cho lựu đạn ra. Không biết rằng đây có phải là một tình huống chọn lựu gây sắc ép vào bên phía của Island hay không. Island bây giờ thì cũng đang có được tình huống cầm cho mình khẩu chim bó kiến. Chim bó kiến là một trong những khẩu súng pick đầu và hot pick của các đội tuyển ở thời gian gần đây. Nero có được tình huống đặc biệt đạn ra. Và bên phía của Quirin bây giờ gây sắc ép vào quá nhiều. Và Queen phải nằm xuống, không phải là người có cho mình cái mạng này. Có để ý rằng từ round thi đấu trước đến round thi đấu này thì WG họ có được những cái bài đánh thực sự chưa hợp lý. Có để ý rằng thì ở những round đấu về trước mảng đầu game, WG họ đi rất chung, họ đi chung với nhau, họ cộng lên cùng với nhau để kéo hỗ trợ lẫn nhau và có được chiến thắng liên tiếp trước đại diện T-Sport. Nhưng đến với hai đấu vừa rồi, họ tách 3-1 và người chơi thứ lẻ chắc chắn phải nằm xuống. Thực sự quá khó rồi, nhưng bên phía này 3-3 bên phía thì vẫn là có được những cái tình huống nằm xuống và hai người nằm rồi. Nero vẫn còn tổng cộng một người và tiếp theo nữa và chiến thắng 5-1 chính xác gần 5-2 danh bài đánh đã trở lại. Bài đánh này cũng quen thuộc ở những trận đấu 1-2 và sau thi đấu thứ 5 họ lại tận dụng lại và lại là một tình huống thành công nữa. B-Sport vẫn chưa tìm được cách để có thể là khắc chế cái bài đánh này bên phía WG. Và WG họ cần phải có được cái sự an toàn chắc chắn hơn để có được cái chiến thắng. Bây giờ là một tình huống mà 5-2. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng 3 round thi đấu nữa thôi là WG có thể mang cho mình được cái Buya ở game đấu này. Một game thi đấu mà mang được cái tính bước ngoặt. Khi game thi đấu này thì P-Sport có cho mình được chiến thắng thì chắc chắn rằng cái tâm lý của họ sẽ được đặt nhẹ hơn so với các thành viên của WG. Và WG bây giờ tâm lý họ rất thoải mái rồi. 5-2 là một con số cách biệt lớn tới 3 round. Và họ không việc gì phải vội cả. Chỉ cần chơi chậm chơi chắc là chiến thắng lại một lần nữa sẽ có thể thuộc về bên phía WG. Liên tiếp những tình huống bắn xa. Họ cấu máu rất tốt. Chú ý rằng thì bên phía WG họ có những bài đánh là cấu máu, cấu chỉa hết máu của đối phương. Và sau đó là những tình huống
phá đi được những cái lượng đồ, những cái trang bị. Tiếp theo, bước cuối cùng họ lao lên với cả 4 thành viên và chấm dứt thành công đi 4 người B-Sport và mang lại chiến thắng tiếp theo dành cho LVG. Bây giờ là một tình huống leo kèo. Có 2 người leo kèo, tôi quái không câu làm gì cả. Hero nằm xuống, tôi quái không làm xuống luôn. Một tiếng sông mình leo đến đây, LVG họ vẫn nguyên giữ 4 người. Và trong khi vẫn bán 2 lên nằm xuống, LVG vẫn tự pick 1 thì trong đây làm như thế nào rất khó dành cho B-Sport. Và đây là Booyah dành cho LVG ở trận thi đầu tiên. MVP thuộc về Sider của tổng số 13 cứu 2558 cực kỳ xuất sắc. Và lineup này là lineup cực kỳ mạnh của WG ở mùa giải hiện tại, mùa giải sắp tới. Một chiến thắng số 2 dành cho WG với một trận thi đấu mà WG có thể rất nhiều. Không biết rằng đến với game thi đấu thứ 2 thì họ có thể rất dễ để kịp cho có họ cứu lại Nero cũng vừa rồi khi mà LVG họ vẫn đang rất xa. Và đây là round thứ 2, một trận thi đấu thắng trước. Bây giờ sẽ là một round thi đấu mà LVG họ đặt nhẹ cái đứa tranh xuống và là chịu trên trận. Nhưng ngay sau đây rồi thì có lại mất đi 2 người, Hoàng Anh cùng với LVG. Chính xác là Don't Cry cũng phải nằm xuống và Island sẽ có những tiêu công lên. Công lên bây giờ phải làm như thế nào? Island cũng đang công và Island gây rất nhiều sát thương giả, có được những tầm bắn tốt và Nero cũng không thể làm được quá nhiều khi người chơi của B-Sport nằm xuống. Và liệu rằng Nero có một thiếu triple kill hay không? Điều đó là bố không nghe bạn này bình luận một cái 1-0 dành cho bên phía của WG. Một lần nữa tỷ số dẫn trước lại dành cho bên phía WG ở thiệt thứ hai này. Rao đấu đầu tiên điện thoại này mà không ngồi máy tính. Bạn ấy đang ngồi nói gì như này, nói gì này. Có được một chiến thắng đầu tiên, chắc chắn rằng những chiến thắng thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ có. Và không biết rằng những cái trận thắng tiếp theo là điều gì. Tôi cho bạn ấy bình luận 2 trận thôi. Có thể mang về một chiến thắng nhanh gọn để chấm dứt ngày hôm nay một cách dễ dàng hay không? BO5 khai thắng thứ 3 trận. Và bây giờ thì bên phía của đội tuyển họ đang tràn dày ra. Rất dễ để cho LVG có thể mình được chiến thắng ở round thi đấu này. Và LBT bây giờ cũng có những tình huống đi di chuyển cùng đội. LVG quyết định chiếm chọn cho mình khu vực tầng 2, nhưng đây là một tấn công đến quá đông người của B-Sport. Và Sider cần phải đẩy ra cung cửa sổ kia và tháo chạy công. Một tình huống mà Sider thành công tháo chạy khỏi tầm bắn mặc súng của B-Sport. Và B-Sport bây giờ họ cần phải công xuống. Họ cần phải gây sức ép mạnh hơn khi mà chúng ta thấy được bên phía WG họ có được những cái tầm bắn và những cái khu vực di chuyển là hợp lý để khiến cho eSports họ nằm xuống một cách nhanh. Nhưng vừa nói xong thì Alan đã xuống quá đáng rồi. Alan liệu rằng có giải quyết được những tình huống tôn sau đó khi mình nằm xuống hay không? Nhưng X-Bor phải nằm xuống. Một số múa được hai, Vinny làm tốt, Sider làm tốt, bây giờ team cứu lại được một. Nero cũng nằm ngay nhưng vùng bó đốt là quá đau, không thể để bó đốt cho nó bên phía của nhìn sống được nữa. Và một đều eSports ở round thi đấu thứ hai. Chúng ta cùng đến với round thi đấu 3. Map thi đấu này là map đảo thiên đường, một những đảo bát đảo rộng. Nhưng chúng ta đến với trận thi đấu thủy chiến này thì không nơi nào rộng được cả, chỉ rộng trên map lớn mà thôi. Rằng thì với ngày thi đấu này, một trận đấu mà có được người chơi số 1 làm và MVP là thế giới. Bình luận như thế này thì chính xác là MVP của FIFA World Series 2024. Tại ở Việt Nam có Đồn Quài. Đồn Quài vẫn chưa thể hiện được những màn thi đấu xuất sắc lắm khi mà bên phía của WG họ thi đấu tốt hơn, đặc biệt là Tiger vẫn đang giữ vững phong độ của mình khi mà có được liên tiếp những MVP và những tình huống bắn tanker tốt, khiến cho B-Sport bây giờ mất đi một người rồi nằm xuống. LBT cũng đang có những tình huống hồi sinh lại máu của mình, nhưng LBT vẫn chưa có thể làm gì nhiều hơn cả khi LBT bây giờ được hết máu. Và LBT nằm xuống, pick được Sider nhưng cũng không làm được quá nhiều. Còn lại Hoàng Anh bây giờ phải khó. Hoàng Anh không thể nào mua tới 3 người cho LBT được với cầu thủ của mình. Và 2-1 dành cho bên phía LBT ở round thi đấu thứ 3. Rất nhanh, dường như sẽ là chiến thắng liên tiếp. Trận thi đấu đầu tiên dường như là một trận thi đấu nháp giữa hai bên. Và đến với round thứ 3 này thì các đội tuyển
họ có được những tiểu nóng tay duy nhất của mình và gây được những loạt sát thương chuẩn chỉ không lệch và không có những tiếng công lỗi tiếng công ẩu bên phía của WG. Và tất nhiên đây là chiến thắng dành cho WG ở ra tiền thứ 3 này, cực kỳ dễ, cực kỳ dễ. Tôi thấy rằng thì VSport đang gặp một chút áp lực, nhỏ khi mà họ tiếp cận những công ẩu theo họ không chuẩn nữa, và một tình huống mà Nero để lộ mất cái đầu này. Lên rồi. Pickford, một trong những người chơi pick đầu rất ảo, và chỉ cần lộ một chút thôi Nero lại phải nằm xuống một lần nữa. Và bây giờ đến cái đồn quài đến được theo thì liệu rằng Pickford có thể giữ cái trận thành công? Bây giờ đang tan tác ra hết rồi, không có một lối chơi nào nhất định cả. Sai luật nằm xuống. Ui. Pickford tí rồi. Và bây giờ thì là một tiếng nằm xuống 3-1 và tỷ số lại thuộc về đây mà. Quả thực thì đang điều gì, họ đang nỗ lực sau mùa giải. Và những cái sai lầm này thì sẽ được sửa chữa hay không, hay sẽ là một sai lầm mãi mãi trong ngày thi đấu hôm nay của P-Sport. Và P-Sport bây giờ thì không biết họ cần phải làm như thế nào để có thể gỡ gạt được tỷ số này khi mà tỷ số lại là 3-1. 3-1 là những gì mà bên phía WG họ làm được với game thiếu thứ hai này. Nếu P-Sport không trở lại nhanh hơn thì chắc chắn rồi. Ôi, một lần nữa Nero. Nero ngày hôm nay không hiểu sao nốc quá nhiều. Và LBT cũng vậy, LBT lần lượt bị tích đi. Và sau đó đến hòa ảnh, Sidus vẫn đang làm tốt cho Von. Một khẩu súng tanker rất tín ở map này. Và đặc biệt là trong chế độ tử chiến. Sau đây là những tiếng bắn nhau tiếp theo nữa. Vin vẫn được bắn nhưng khi không thể thắng được bên phía đồn quài. Ba bên tài, LBT gây sức ép vào quá nhiều. Và còn lại duy nhất bên phía đồn quài, rồi đồn quài bây giờ chỉ có. Và Sidus có cho mình được double kill ở round thi đấu vừa rồi, 4-1. Hai round thi đấu nữa rồi thì chiến thắng lại dành cho WG ở trận thi đấu thứ hai. Và giải quyết trận thi đấu cuối cùng họ phải làm bằng cách nào? Rất khó, rất khó. Với 6 round thi đấu, và đáp điều gì bây giờ họ có được 4 round. Quá khó. Không biết rằng thì bên phía VSport họ đang gặp phải một chút về mặt tâm lý hay là chiến thuật. Hoặc đây là một tình huống giấu bài trước đại diện đáp điều gì, và đặc biệt là đại diện quốc tế, khi những tình huống chia người của VSport thực sự là chưa ổn định. Và đáp điều gì họ có được chức vô địch tại giải đấu VFL từ chiến ở mùa trước đó của Vivi, mùa gần nhất. Và P-Sport thì họ đã có được những cái thành tích nhất định ở mùa trước nữa, nhưng bây giờ thì nhận thấy được một điều rất rõ rệt, WG họ rất mạnh tại map từ chiến này và P-Sport họ yếu thế hơn rất nhiều. Island cũng sẽ có lại những tiếng bắn. Và liệu rằng Island có thể làm được gì nhiều? Nhưng Sidus cùng với Island ép sát vào bên phía Nero, khiến cho Nero nằm xuống. Lại là một lần nữa Nero là người nằm xuống đầu tiên. Một tình huống mà Nero chưa giữ được mình. Pick bo công vào đây bị LPT pick đi ngay. Anh gấu một lấy tình huống mà WG họ chia người ra quá xa rồi. Nếu như cái điều này thì cái bài của WG ổn định, khi mà để cho những người chơi bên phía của và cầu thủ cao chắc chắn cao thì lúc này là một cao thủ đã bốn mà thua. Và chiến thắng 2-1 chúng ta gần 2-4 thuộc về P-Sport. Tôi biết rằng thì đây là một khung giờ cũng không thuận lợi dành cho các đội tuyển, các tuyển thủ thi đấu. Và không sao cả, vẫn đang rất nỗ lực có thể vươn lên với cái trận vừa rồi của P-Sport. Và liệu rằng thì bên phía của WG họ có thể tiếp tục gia tăng sự thắng của mình hay không? Họ chỉ còn 2 round thi đấu nữa thôi là chiến thắng ở trận thứ hai sẽ thuộc về họ. P-Sport Hoàng Anh. Hoàng Anh bây giờ thì cũng khó. Hoàng Anh rất khó để có thể mang lại được cái chiến thắng dành cho đội tuyển của mình. Khi mà WG họ thua một trận đấu nhưng họ rút ra được rất nhiều bài học để đến với round thi đấu, trận thi đấu tiếp theo họ sửa chữa được sai lầm đó
tránh để mất người quá nhiều. Vì Spot đã chiếm cho mình được tầng 2 và sẽ lại là được bắn tiếp theo nữa. Hoàng Anh phải yếu máu, Hoàng Anh bây giờ yếu máu nhưng cho mình được nguyên đây, mình đụng vào điện thoại các bạn. Tickball phải làm việc. Tickball có một tình huống lộ người quá trống, không có một quả keo nào được đặt ra cả. Vì vậy đã bị được những người từ đặc biệt là Hoàng Anh pick đi trong công vừa rồi. Có lựu đạn đáp giả, WG họ thủ cho mình khu vực tầng 2 và Nero sẽ công lên, chắc chắn là như vậy. Họ đáp ra những quả lựu đạn để check người, hiện Moco và phá đi được những cái giáp, những lớp giáp và máu để có thể giao tranh một cách áp sát dễ hơn, mang về chiến thắng một cách nhanh gọn. Ở đây thì đang rất gần với trận thua thứ hai, đứng eo đi thì một lần nó phải nằm xuống và một tiếng nữa ai lần làm tốt cho con vẫn được sử dụng và bất hiệu tận tết được lợi thế này, công lên một cách nhanh. Chúng còn lại được hai bên ai sẽ được đổ ra. Theo BT nằm xuống, ra ngoài là có Hoàng Anh pick được một, pick được hai. Còn lại bên phía của Queen, Queen vẫn đang múa. Liệu rằng Queen có thể có được một kill, triple kill hay không? Phá keo bên phía Victor và Queen. Queen cần phải bơm máu, cần phải bơm được những lượng máu vừa mới mất. Nhưng đằng sau này có người, một tiếng công vào LBT, liệu rằng biết được điều này hay chưa? Sẽ có tiếng chân, một tiếng đứng dậy thì chắc chắn tiếng chân này sẽ thuộc về bên phía B-Sport, họ phát hiện ra rất nhanh. Tiếp tiếp là Hotspick những khẩu cho gòn và những khẩu súng tầm xa, đặc biệt là chim bọ kiến. Công ra đây bắn được một, anh có bây giờ lại đây. Một tình huống mặc thức lại bên phía Quirin và khiến cho B-Sport họ có cho mình được chiến thắng thứ hai liên tiếp. 3-4 dành cho B-Sport ở bên phía vừa rồi. Đủ. Đến với vòng đấu thứ 8, tỷ số bây giờ đang là 3-4 và chiến thắng thứ hai liên tiếp thuộc về B-Sport. WG không biết họ đang nhả hay họ làm gì. Lại là một sai lầm chia người như ở tình huống trước, ở game thiếu trước. Và B-Sport liệu rằng họ có thể cầm hòa được tỷ số hay không, hay sẽ lại là một tình huống và B-Sport họ phải thất bại một lần nữa trước WG ở trận thiếu round thiếu thứ 8 này. Mặc dù họ có được chiến thắng 2 nhưng lại một lần nữa trở lại với map thi đấu này. Liệu rằng map thi đấu này thì điều gì họ có thể mang lại được tỷ số khoảng cách là xa hơn hay không so với đó là điều gì? Và các bạn khán giả ơi, hãy nhanh tay comment số 1 dành cho điều gì, số 2 dành cho B-Sport. Hãy cùng nhau dự đoán liệu rằng game thiếu này, trận thi đấu này, trận thiếu thứ hai của PO5 hôm nay trên livestream của bác gấu, liệu rằng ai tuyển nào sẽ là tuyển có được chiến thắng chung cuộc. Và đặc biệt ở game thiếu này, Cyrus có được một tình huống công đấy rất nhanh nhưng không sao cả. 1-1, Hoàng Anh cũng chưa được hồi sinh. Hoàng Anh bị tích rất xa rồi, sẽ là một tiếng confirm. Confirm là có. Và ba người của B-Sport họ đang trụm vào X-Bo cầm cho mình được khẩu tỉa thì chắc chắn rằng rất khó để cho bên phía của B-Sport họ tháo chạy sang một góc độ bên kia, khi mà Queen cũng đang chấn giữ tại góc độ này. Một tình huống X-Bo vẫn đang tỉa, vẫn đang gây rất nhiều cái áp lực, rất nhiều sát thương. Và đặc biệt là những tình huống đặt tâm vào đầu. Nhưng một tình huống vừa rồi chưa đủ tốt để có thể lấy được cái đầu của Nero. Nero thì cũng có được bắn tốt nhưng để ý rằng Nero rất hay phải nằm xuống đầu tiên. Và Nero thi đấu ở ngày hôm nay được nói là rất hầu. Liệu đây có phải là một những ẩn cứu hoài không thì LBT nằm xuống này. LBT rất khó, LBT bây giờ nằm xuống thì có để cứu lại và hai người con nằm xuống ba bên một. Nero bây giờ rất khó rồi. Nero không thể nào cứu và Nero không thể nào giành được chiến thắng ở round thứ 8 này và 5-3. Bị bò làm hết luôn này mà. Ở round thi đấu vừa rồi. Bị bò làm hết luôn. Một tỷ số rất dễ đoán thôi. Đập 2 tỷ, đập 2 lần. Họ cứ chủ động rất mạnh như thế này thì rất dễ dàng để có được cái chiến thắng chung cuộc dành cho WG, khi mà B-Sport họ chỉ mạnh về cách chia người ở những tình huống rất lớn, còn đến với những tình huống giao tranh ở cái map thi đấu mini, đặc biệt là map thi đấu tử chiến này thì rất khó để có thể giúp cho bên phía của B-Sport có cho mình được chiến thắng. Thực sự là một ngày thi đấu mà bên phía của B-Sport họ chưa tốt với cái phong độ nhất định. Wow. Chắc chắn đây là một tình huống bài nhưng Cyrus có thể công như đây. 13 đam thôi, rất ít, cần phải lùi lại. Cần phải lùi lại. Và Xbox nằm xuống này, Hoàng Anh nằm xuống, Hoàng Anh một tình huống trượt chân. Cứu được, cứu được.
Nếu như đây mà chúng ta chưa chân, Xpo sẽ được công lên và hồi sinh. Liệu rằng thì đây sẽ là chiến thắng hay không, nhưng Nero một lần nữa phải nằm xuống. Nero rất dày nằm xuống và Nero nằm xuống đồng nghĩa với việc Xpo chỉ có 2 người. Wow! Quái mà chỉ có Xpo nằm xuống cùng với LVT còn sống. LVT quá mất nhiều đồ, phá kèo ra. Wow! Lên và 6-3. Một cái bùi nhà thứ hai dành cho WOT ở game thi đấu thứ hai, trận đấu thứ hai. Ngay thi đấu hôm nay, Xpo có được MVP với 7 mạng gục, 3.877 sát thương. Và thay nhau WOT họ tỉ là tốt, đặc biệt là Cyrus cùng với Island. Và Xpo ở game thi đấu này có cho mình được cái MVP với con số Q là 9.